Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Rất là vui hôm nay em Tuấn lại gặp lại quý vị các bạn trong một video clip mới và ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu một cái video ngắn thôi. Và em Tuấn sẽ giới thiệu những chiếc đài đang còn khá là đẹp ở trên cửa hàng và đang có sẵn. mời quý vị các bạn chúng ta cùng tham khảo cũng như là lựa chọn siêu tầm một chiếc về chơi cũng rất là giá trị. Và chiếc đầu tiên ở trên đây là chiếc đài GVC vk 47 màu đỏ các bác nhé và giá thì em đang giao lưu với giá là 2 ,8 triệu 8 các bác nhé. Em sẽ báo giá chi tiết từng trước một luôn để các bác có thể là tiện xem video và cùng tham khảo trước ở phía dưới là chiếc Sony khủng long một chiếc đài rất là to cao nặng đôi loa cực kỳ là to cho chất âm rất là mạnh mẽ chiếc Sony KVK 300 giá 3 ,8 triệu 8 phía đằng trước này là chiếc JVC màu đen VK 100 các bác nhé. Một cái model cũng khá là bền bỉ của dòng đài JVC và tiếng rất là hay và chiếc này thì đang còn rất là đẹp và tiếng rất là hay nhé giá em đang giao lưu với giá là 2 triệu đồng bao ship ở phía bên tay phải chúng ta sẽ có một chiếc Sony và một chiếc Sony phải nói là dùng từ tuyệt đẹp luôn Sony 1035 dòng đài này thì chạy tốt các chức năng như băng cassette và radio FM AM và thân vỏ thì đang còn rất là mới khoảng độ 85 cho 90 phần trăm chiếc đài này thì đang giao lưu với giá là 1 triệu 700 ngàn đồng Phía ở dưới là chiếc Sony 710 giá 2, ,2 triệu 2 Ở trên bàn thì chiếc này đã có video riêng rồi Một chiếc đài đĩa giá cực kỳ là tốt Chạy chức năng bằng uh, cassette, radio, FM, AM và đĩa CD Giá chỉ có 1 ,2 triệu 2 thôi Và cũng bao ship toàn quốc Ở phía bên trái em đang còn một chiếc uh, GVC W100 màu đỏ Một chiếc đài uh, khá là cá tính Nhìn cao to đồ sộ và trưng bày rất là hầm hố các bác nhé ten quay sách đầy đủ và đang hoạt động tốt các chức năng giá là 2 triệu 500 ngàn đồng ở trên kệ em đang còn 3 chiếc đài Sony 3 cây gậy à, hay model của nó còn gọi là Sony 1110S trước ở trên giá 5 triệu các bác nhé em còn đủ 3 phân khúc cho các bác lựa chọn trước ở giữa này là 4 triệu trước ở dưới này là 3 triệu cả ba cái đều đang rất là đẹp chỉ có hơn nhau về hình thức thôi còn hoạt động hoàn hảo hết Ok. Và địa chỉ của em Tuấn là xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444 nhé. Các bác có thể là liên hệ trực tiếp gọi điện hoặc là kết bạn Zalo. Em sẽ gửi hình cũng như là báo giá chi tiết cho các bác. Bên em thì có hai hình thức mua bán à, giao dịch. Một là các bác có thể chuyển khoản đủ, em gửi đài tặng các bác hai à, cuốn băng. Hoặc là các bác có thể cọc trước 500 cho đến 1 triệu cho đến 2 triệu tùy theo à, cái số tiền của sản phẩm và số tiền còn lại thì các bác nhận đài thanh toán qua bưu điện giúp em tuấn và em tuấn chỉ tặng các bác chỉ một cuốn băng thôi các bác nhé. đây là ưu tiên các bác nào đã uh, giao lưu và đã mua bán bên em đã tin tưởng cửa hàng để đặt niềm tin ở bên cửa hàng thì em tuấn sẽ tặng các bác thêm một cuốn băng à uh, đúng không? đó cũng là một cái uh, hình thức để các bác có thể là giao lưu và bên em thì uh, băng cassette thì uh, lúc nào cũng còn khá là nhiều đĩa cd thì là đang hết các bác nhé chắc là sang tuần em mình có đĩa cd cd thì còn kia còn độ khoảng độ chưa đến chục cái thôi và băng và CD thì em đang giao lưu đồng giá là 100 ngàn một à, sản phẩm. Băng thì là Sony HF 90 phút Còn đĩa là phôi phono các bác nhé. Phôi phono đen hoặc là phono vàng. Đều là chất lượng của phono hết. Ok. Và em xin phép được dừng cái video ở đây. À, chúc à, tất cả quý vị các bạn à, à, có một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Và hãy theo đuổi niềm đam mê của mình. À, chúng ta hãy sống à, sao cho thật là vui. Khi à, ở trên... À, À, cuộc sống này thì à, cũng có rất là nhiều à, cái thăng trầm cũng như là nhiều cái trông gai à, mà cuộc đời nó đem lại nhưng mà chúng ta hãy cứ vui vẻ nha các bác nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn mọi chi tiết các bác xin liên hệ theo số điện thoại 0822 111 444 nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.